Về thiết kế thì ngôi nhà này ngày xưa được thiết kế bởi một người nổi tiếng. Tuy nhiên là phong cách thời điểm đấy thì nó cũng hơi khác bây giờ. Thì mình xin mô tả nhé, ở tầng 1 là phòng khách. Ngoài cửa thì ô tô đỗ ngày đêm. Bạn thích lùi vào nhà cũng được. Nhưng mà việc đấy tôi nghĩ là không cần thiết, vì ở đây an ninh tốt rồi. Hàng xóm họ để đầy ngoài cửa nhà kìa. Thì tầng 1 thì gồm có phòng khách này, cầu thang, nhà vệ sinh. Từ tầng 2 trở lên thì ban công đưa ra được 4 mét. Ở giữa là cầu thang này và nhà vệ sinh ở đây. Hai bên là hai phòng, phòng bếp và phòng ăn. Tầng 3, tầng 4 thì chia đôi, mỗi bên hai phòng ngủ. Vậy là nhà được 5 phòng ngủ nhá. Tầng 5 thì phía trước là phòng thờ, phía sau là sân phơi. Hai bên đều thoáng, rất là thích. Ban công thì hướng thẳng ra công viên xanh mát. Sân phơi đằng sau thì khá là rộng. Những ai mà thích yoga hoặc thích thiền ấy, thì biến cái sân đằng sau thành một không gian thiền rất là đẹp. Hướng nhà chính là đông nam, thì tất nhiên là phía đằng sau là tây bắc. Ngôi nhà này có một điểm hay nữa là bên cạnh là một lô đất. Vì vậy nếu bạn mua lô này cộng lô kia, bạn sẽ có một cái miếng đất ở cạnh phố cổ với mặt tiền là gần 7 mét. 7 mét, ô tô đỗ cửa ngày đêm, tuyệt vời để xem khách sạn. Hiện tại ngôi nhà này thì chìa khóa là bác giao cho tôi cầm. Vì vậy việc xem nhà rất dễ. Một cách khác thì bác coi tôi như người thân trong gia đình vậy. Các anh chị, các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì cứ gọi cho tôi. Đây là cách ngắn nhất để gặp chủ nhà rồi.